chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật giá lúa gạo mới nhất ngày hôm nay 23 tháng 9 năm 2023 trên kênh Bản tin Nhà Nông. Nếu bạn là người mới đến với kênh xin hãy ủng hộ ban biên tập một like và một nút đăng ký kênh để nhận thông báo giá lúa gạo mới nhất mỗi khi kênh phát hành. Chúc quý vị một ngày mạnh khỏe và thành công. Mở đầu bản tin là những tin vắn đáng chú ý, phần cuối bản tin là thông tin giá lúa gạo được thu mua tại các vùng trọng điểm. Thị trường phân bón dự kiến còn nhiều biến động. Trong bối cảnh giá phân bón toàn cầu tăng do Trung Quốc đang cố gắng hạn chế lượng phân bón bán ra nước ngoài, các công ty Nga đã ngừng cung cấp các loại phân bón với giá chiết khấu cho Ấn Độ. Hiện các công ty Nga đã ngừng cung cấp các loại phân bón, bao gồm phân vô cơ hỗn hợp thường được dùng trong nông nghiệp cho Ấn Độ với giá chiết khấu do nguồn cung toàn cầu thắt chặt, sau khi Nga trở thành nhà cung cấp phân bón lớn nhất cho Ấn Độ vào năm ngoái. Các nhà phân tích cho rằng, việc này có thể làm tăng chi phí nhập khẩu và gánh nặng trợ cấp của Ấn Độ. Trong bối cảnh giá phân bón toàn cầu tăng, do nước xuất khẩu hàng đầu là Trung Quốc đang cố gắng hạn chế lượng phân bón bán ra nước ngoài. Nhập khẩu phân bón của Ấn Độ từ Nga đã tăng 246% trong năm tài chính 2022 đến 2023, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, lên mức kỷ lục 4,35 triệu tấn, do các nhà cung cấp Nga chấp nhận giảm giá bán so với giá thị trường cho phân bón DAP, Ure và NPK. Điều này đồng thời cũng làm giảm thị phần tại Ấn Độ của các nhà xuất khẩu phân bón khác bao gồm Trung Quốc, Ai Cập, Jordan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Một quan chức ngành công nghiệp phân bón Nga cho biết giá DAP hiện tại của Nga là khoảng 570 đô la Mỹ trên tấn cho khách hàng Ấn Độ, bằng mức giá được đưa ra cho những khách hàng châu Á khác. Theo báo cáo, lượng mua phân bón Nga của nông dân Đức đã tăng vọt khoảng 334%, từ 38.500 tấn vào tháng 7 năm 2022 lên 167.000 tấn tính đến tháng 6 năm 2023. Chỉ riêng nhập khẩu phân ure đã tăng 304% trong nửa đầu năm 2023 so với đến cùng kỳ năm ngoái. Kết quả là tỷ trọng của Nga trong tổng lượng phân bón nhập khẩu của nước này đã tăng từ 5,6% lên gần 18%. Nga là nhà sản xuất phân bón lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 15% lượng tiêu thụ toàn cầu. Xuất khẩu phân bón của Nga không phải là mục tiêu trực tiếp của các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, các hạn chế vẫn ảnh hưởng đến việc giao hàng, khiến lượng giao hàng giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022. Trên thị trường thế giới, giá phân bón đã tăng trong hơn một tháng trở lại đây, nhất là giá ure. Theo báo cáo của Argus, tại thị trường Trung Quốc, giá ure nội địa ổn định và sản lượng xuất khẩu rất ít. Diễn biến này phù hợp với nội dung mới đây, Trung Quốc đã ban bố lệnh hạn chế xuất khẩu ure. Tại Brazil, Alexfer có một đợt bán mới với giá 430 đô la Mỹ trên tấn cho 6.000 tấn ure hạt đục cho lô hàng tháng 10. Trong khi đó, các thương nhân đang tiếp tục bán ure hạt đục với mức giá 400 đến 410 đô la Mỹ trên tấn tại châu Âu. Tại thị trường Ai Cập, một giao dịch nhỏ về ure hạt đục từ một tàu sắp cập bến có mức giá 415 đô la Mỹ trên tấn. Các giao dịch khác được ghi nhận với mức giá lên đến 420 đô la Mỹ trên tấn. Tại Mỹ, một xà lan giao hàng trong tháng 9 có mức giá bán 430 đô la Mỹ trên tấn. Thị trường ure trong nước cũng ghi nhận tăng giá. Giá ure Cà Mau ngày 20 tháng 9 giao tại nhà máy là 11.200 đồng trên kg. Ure Phú Mỹ giao tại Sài Gòn, Long An có giá 11.000 đồng trên kg. Ure Ninh Bình giao tại nhà máy có giá 9.500 đồng trên kg. Ure Hà Bắc giao tại nhà máy 9.900 đồng trên kg. Như vậy, giá ure trong nước cũng lên theo chiều tăng của giá thế giới. Nhận định về thị trường phân bón trong thời gian tới, ông Lê Trọng Phúc, công ty cổ phần hóa chất và công nghệ Hà Nội cho rằng chắc chắn giá sẽ còn tăng tiếp. Sau khi Trung Quốc thắt chặt việc xuất khẩu phân bón, đến Nga bắt đầu có những động thái chọn lọc thị trường cung cấp phân bón của mình. Với việc là quốc gia xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới, động thái của Nga có tác động ngay lập tức đến thị trường phân bón toàn cầu. Giá phân bón thế giới tiếp tục theo chiều hướng tăng. Đồng thời với đó, giá phân bón trong nước cũng tăng theo. Trong thời gian tới, giá phân bón vẫn tiếp tục tăng, theo ông Phúc bởi những lý do sau. Thứ nhất là cước vận tải biển trong mấy tháng gần đây đã tăng 30%, 40%, gây tăng giá trực tiếp lên mặt hàng phân bón vì mặt hàng này chủ yếu vận chuyển bằng đường biển. Thứ hai là việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu, đồng thời với đó Nga cũng chọn lọc kỹ các thị trường xuất khẩu và thắt chặt ưu đãi. Thứ ba, giá dầu tiếp tục tăng, giá dầu hiện đã vượt mốc 100 đô la Mỹ trên thùng vào tuần qua. Các loại giá nông sản, lương thực cũng tăng trên toàn cầu. Giá lúa gạo hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2023, giá gạo bật tăng 200 đồng trên kg. Giá lúa gạo hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long chững lại và đi ngang sau nhiều phiên điều chỉnh giảm. Cụ thể, tại kho An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa IR504 dao động quanh mốc 7.600 đến 7.800 đồng trên kg.
OM5451 ở mức 7.700 đến 7.800 đồng trên kg. Lúa Đài Thơm 8 dao động quanh mốc 8.000 đến 8.100 đồng trên kg. Lúa OM18 ở mức 8.000 đến 8.200 đồng trên kg. Nàng Hoa 9 giá 8.200 đến 8.400 đồng trên kg. Lúa Nhật 7.800 đến 8.000 đồng trên kg. Tương tự giá nếp khô Long An duy trì ở mức 9.200 đến 9.300 đồng trên kg. Nếp khô An Giang dao động 9.100 đến 9.200 đồng trên kg. Trong khi giá lúa ổn định thì giá gạo nguyên liệu và thành phẩm lại bật tăng. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 11.750 đến 11.850, tăng 150 đến 200 đồng trên kg. Gạo thành phẩm IR504 ở mức 13.800 đến 13.900 đồng trên kg, tăng 100 đồng. Tương tự, giá phụ phẩm cũng có xu hướng tăng 100 đồng. Theo đó, giá tấm IR504 tăng 100 đồng, lên mức 11.800 đến 11.900 đồng trên kg. Giá cám khô dao động 6.400 đến 6.600 đồng trên kg, tăng 100 đồng trên kg. Ghi nhận tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay thị trường lúa thu đông giao dịch sôi động hơn so với hôm qua. Tại An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp giá lúa gạo rứt đà giảm và đi ngang so với hôm qua. Tại các chợ lẻ, giá gạo tẻ thường ở mức 12.000 đến 14.000 đồng trên kg, gạo trắng thông dụng 16.000 đồng trên kg, gạo nàng nhen 23.000 đồng trên kg, gạo thơm Thái hạt dài 18.000 đến 20.000 đồng trên kg, gạo thơm Jasmine 15.500 đến 17.000 đồng trên kg, gạo Hương Lài 19.500 đồng trên kg, gạo nàng hoa 19.000 đồng trên kg, gạo sóc thường 16.000 đến 17.000 đồng trên kg, gạo sóc Thái 18.500 đồng trên kg, gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng trên kg, gạo Nhật 22.000 đồng trên kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay bật tăng trở lại sau nhiều phiên đi ngang. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam đã điều chỉnh tăng nhẹ 5 đô la Mỹ trên tấn, lên mức 618 đến 622 đô la Mỹ trên tấn trong phiên giao dịch ngày 19 tháng 9 vừa qua. Riêng giá gạo loại 25% tấm vẫn giữ ổn định ở mức 603 đến 607 đô la Mỹ trên tấn. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, giá gạo hiện nay đang có xu hướng chững lại sau động thái của một số nước nhập khẩu nhằm kiềm chế lạm phát như Philippines áp giá trần gạo nội địa. Mặc dù chính sách này sau đó đã được dỡ bỏ, tập trung vào chính sách phát triển sản xuất trong nước để tăng cường dự trữ, tồn kho và tìm kiếm các nguồn cung cấp lương thực thay thế cho gạo, ngô, lúa mì. Tuy nhiên nhìn chung, giá gạo xuất khẩu từ nay đến cuối năm vẫn sẽ duy trì ở mức cao do nhu cầu nhập khẩu gạo của các thị trường tiêu thụ lớn vẫn còn Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Châu Phi, trong khi nguồn cung gạo từ các quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới như Ấn Độ, Pakistan còn hạn chế. Hãy theo dõi kênh Bản tin Nhà Nông để cập nhật tin tức giá thị trường hàng ngày. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục và mang đến cho bạn nguồn thông tin chính xác nhất. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.